Giờ mình sẽ hướng dẫn cách các bạn làm một con bạch tuộc từ vỏ lon nước ngọt này nhé các bạn. Đây là cái nắp vỏ chai này. Bây giờ mình sẽ khui vỏ lon này ra nhé. Mình sẽ cắt bỏ phần sơ này nhé. Mình sẽ lấy hình dạng con bạch tuộc khu lên này, cái đoạn này nhé, cho nó đẹp. Mình sẽ vẽ một hình tròn này này, mình chọn lấy hình ngôi sao này, quay gần cho các bạn xem này. Đấy, mình sẽ chọn cái hình ngôi sao này, mình bỏ ở trung tâm này nhé.
cân nhé. Mình sẽ chọn những cái chỗ này này, màu rất là đẹp. Thì mình sẽ lấy màu nhé.
Thank you.